Dự báo thời tiết chiều và đêm ngày 12 tháng 11 năm 2020. Phía Đông Bắc Bộ, ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm và đêm trời lạnh, vùng núi trời rét, nhiệt độ từ 12 đến 28 độ. Phía Tây Bắc Bộ, ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm và đêm trời rét, nhiệt độ từ 10 đến 28 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, có mưa vài nơi, riêng các tỉnh từ Quảng Trị đến Thừa Thiên Huế, ngày có mưa rào và có nơi có dông, cục bộ có mưa vừa và mưa to, nhiệt độ từ 19 đến 27 độ. Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, có mưa rào và dông vài nơi, riêng các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Định, ngày có mưa rào và nơi có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to, nhiệt độ từ 23 đến 31 độ. Khu vực Tây Nguyên, có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 18 đến 29 độ. Khu vực Nam Bộ, có mưa rào và dông vài nơi, riêng miền Đông chiều tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông, nhiệt độ từ 24 đến 32 độ. Thành phố Hồ Chí Minh, có mưa rào rải rác, nhiệt độ từ 26 đến 32 độ. Thủ đô Hà Nội, ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm và đêm trời lạnh, nhiệt độ từ 17 đến 28 độ.